Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật cực chính xác, cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được bề trên báo mộng, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi vận cực giàu có, về già an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị anh chị trong video ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, biết trước để tránh xa vận hạn, giữ được những gì đang có. Quý vị và các bạn thân mến, Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người một số phận, có người sinh ra đã an nhàn sung sướng trăm bề, ở biệt thự, đi xe sang, có người hầu kẻ hạ, thế nhưng ngược lại, cũng có những cảnh đời thê lương vô cùng, làm mãi chẳng đủ ăn, phải xa nhà xa cửa lập nghiệp, nhưng rồi tay trắng vẫn hoàn tay trắng, khổ cực vô cùng, đó âu cũng là số phận của mỗi người. Trong cuộc đời này, và có lẽ ngày mai ra sao chỉ có ông trời mới thấu rõ tận tình, cũng chính vì vậy mà ngày nay người ta mới tìm đến tử vi và phong thủy để đoán định tương lai, đón lành tránh dữ, mang may mắn và bình an đến với gia đình và người thân của mình. Theo tiết lộ của các bậc thầy tử vi và chiêm tinh học, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là con giáp có cuộc đời cơ cực, vất vả khi còn trẻ, nhưng với tính tình hiền lành, khéo léo nhanh nhẹn và tinh anh, họ có mối quan hệ xã hội, người thân trong gia đình đều cơ xử có chừng mực, dịu dàng hòa nhã và đầy tinh tế. Đã vậy lại mang trong mình ý chí kiên cường vượt khó, nên đến chung và hậu vận được thần Phật độ trì, thân tài độ mệnh, mà giàu to chúng lớn, gia đạo yên ấm, an vui. Đặc biệt, từ năm 50 tuổi, nếu Ất Mão biết trước 3 điều sau, ắt đổi vận đổi đời giàu lên nhanh chóng, đến khi về già họ sẽ có cuộc sống viên mãn sung túc, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ năm 50 tuổi con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Người tuổi Mão, sinh năm âm lịch cầm tinh con mèo, được coi là một tuổi đẹp trong 12 con giáp. Tuổi Mão được xếp thứ tư trong bảng con giáp, đứng sau Tý, Sửu, Dần và đứng trước Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Người sinh năm Mão thường mang những nét đặc trưng của mèo và có vận mệnh nhất định. Tuổi Ất Mão tính tình ôn hòa, mềm mỏng, song họ là người có bản lĩnh, lòng kiên định theo đuổi đến cùng mục đích của mình, tốt số thì làm quan làm tướng. Ất Mão là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp không dựa dẫm trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Từ 50 tuổi trở đi, sau khi thoát khỏi hạn tuổi 49, tuổi Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ. Đường đời người tuổi Ất Mão hay gặp may mắn an nhàn, đặc biệt, phụ nữ tuổi Mèo hay có được gia đình êm ấm hạnh phúc viên mãn, hòa thuận, con cái đề huề hạnh phúc. Cuộc đời người sinh năm Mèo thường có tài vận dồi dào no đủ, không gặp nhiều biến cố. Điểm yếu của người tuổi Mão là nhút nhát bảo thủ. Họ mong muốn cuộc sống được ổn định, ghét sự xáo trộn, không dám đầu tư mạo hiểm, cũng chính vì mong muốn an toàn. Người tuổi Ất Mão dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh làm ăn lớn, tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan, yêu đời. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy, họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc. Đến chính họ cũng không ngờ tới được, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận an nhàn, hưởng lộc con cháu,
Đặc biệt tuổi Mão là một trong những con giáp có số hưởng thọ cao, thường từ 70 đến 95 tuổi. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Ất Mão. Năm sinh âm lịch Ất Mão 1975, địa chi đắc đạo chi miêu, tức là mèo đắc đạo, mệnh đại khê thủy, tức là nước dưới khe lớn, cung mệnh nam 1975, nam cung đoài kim, thuộc tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1975, nữ cung cấn thổ, thuộc cây tứ mệnh, màu tương hợp, trắng, đen, màu tương khắc, vàng. Phật ban phúc, hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí, đại thế trí Bồ Tát, Phật hộ mệnh, sư Như Lai, Phật bảo hộ, đại trí văn thủ sư lợi Bồ Tát. Hướng hợp nam 1975, tây bắc, tây nam, đông bắc và tây. Hướng hợp nữ 1975, tây nam, tây bắc, tây và đông bắc. Con số hợp mệnh 4, 6, 7, 1. Con số khắc mệnh 8, 2, 5. Nói về tuổi Ất Mão xét theo yếu tố thiên can trong tuổi, thiên can Ất là can đứng thứ 2 trong 10 thiên can, đứng trước can Ất là Giáp và đứng sau nó là Bính. Thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật, thiên can Ất chỉ lúa non hay cây cọ mới mọc mầm, người thiên can Ất Mộc đều là những người học giỏi, có thể thi đỗ thủ khoa, họ ham học hỏi, giữ chữ tín, nhưng vì dễ tin người nên họ thường bị thiệt về kinh tế. Tuy vậy, Ất Mộc rất giàu lòng vị tha, đồng cảm với người, tính tình hiền hòa, bề ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng ham muốn mạnh. Ất Mão với nạp âm hành thủy, do can Ất là âm mộc, ghép với chi Mão là âm mộc, ta có can và chi cùng hành mộc, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thủy sinh mộc. Nên người tuổi Ất Mão thuộc lứa tuổi có nhiều năng lực, thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Dù trong năm xung thắng hạn, người tuổi Ất Mão có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Nếu người tuổi Ất Mão có mệnh đóng trong tam hợp là Hợi Mão Mùi, có cục mộc, được hưởng cả ba vòng thái tuế, lộc tồn và tràng sinh, thường đều là mẫu người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Nếu mệnh đóng tại Ngọ, Mùi, người tuổi Ất Mão thường thiếu niên sẽ lận đận, nhưng chung vận phát phú, có danh vọng. Tuổi Ất Mão có đặc điểm là tính tình tỉ mỉ, ít bị sai lầm và biết lợi dụng thời cơ khi đắc thời. Họ có tính cách nhanh nhẹn, khôn ngoan, cực kỳ mẫn tiệp, có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì là thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang. Ngoài ra, người tuổi Ất Mão thích sống đời tự lập, ngại gò bó, không ưa lệ thuộc vào người khác. Tuổi Ất Mão nếu có phúc sẽ sống thanh tao tốt bụng, thích làm phúc và được lòng nhiều người. Họ có nhiều bạn bè, nhưng bạn bè không giúp đỡ họ. Tính cách của Ất Mão tuy mềm yếu nhưng ít khi họ biểu lộ nội tâm ra ngoài. Nam giới tuổi này thường được phái nữ xung quanh bao che và ủng hộ, nhưng vẫn thích tính cách độc lập, cuộc sống thường dễ chịu. Họ có thể khắc mẹ hoặc khắc vợ, nữ giới thì thường hay làm nũng, thích làm đẹp. Trong tình cảm họ thường dễ bị động lòng, nên đường tình duyên không tốt, thường có 2-3 lần đò. Vậy nên tuổi Ất Mão nên chọn tuổi hợp với mình để kết hôn. Theo luận đoán tử vi chọn đời cho rằng, trong việc hôn nhân lựa chọn được những người tuổi này thì tuổi Ất Mão sẽ sống được cuộc đời cao sang quyền quý. Đó là những tuổi Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Kết hôn với những tuổi này, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là các tuổi Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, vì những tuổi trên chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Kết hôn với những người tuổi này, cuộc đời của bạn có thể phải sống trong một cuộc đời nghèo khổ. Đó là những tuổi Đinh Tị, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Còn xét về địa chi, trong tuổi thì Ất Mão có tính cách vận mệnh ra sao? Với người sinh tuổi Mão, tượng trưng của con vật hiền hòa, nhân từ, nho nhã và đáng yêu. Phương thức sống của người tuổi Mão thường mềm yếu, ngôn từ ôn hòa. Điều đó thể hiện một phẩm chất đầy đủ để trở thành một nhà chính trị kinh nghiệm, một nhà ngoại giao thành công. Người sinh tuổi Mão thường yêu chuộng hòa bình, yên tĩnh. Họ là người rất hàm xúc, yêu nghệ thuật và có khả năng phán đoán rất tốt. Họ là người có tinh thần rất thủy chung. Điều đó giúp họ trở thành một học giả uyên bác. Họ rất có khả năng làm những công việc trong chính phủ hay trong các lĩnh vực chính trị. Nhưng nhiều khi họ lại là người vui buồn thất thường. Trong trường hợp như vậy, họ thường xa lánh môi trường hoặc tỏ thái độ lạnh nhạt với mọi người. Trong các lĩnh vực kinh doanh, giao dịch tiền tệ, những người tuổi Mão rất may mắn bởi vì trong phương diện làm hợp đồng giao dịch chế ước điều khoản rất xuất sắc. Họ thường có thể đưa ra những phương án kiến nghị thích hợp nhưng cũng không hề làm giảm bớt lợi nhuận của họ. Trong các phương diện sản xuất, họ cũng rất sắc bén. Trong phương diện đàm phán, họ cũng rất uyển chuyển tài tình, vì thế đã giúp họ có thể thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy về biểu hiện bên ngoài của người tuổi Mão có thể đối với ý kiến của người khác không tác động gì, nhưng trên thực tế, họ đối lý không gượng lại được trong sự phê bình đó. Họ đối với những người yêu quý mình thì nhẹ nhàng tình cảm, thân thiết,
nhưng đối với người khác thì có thể rất lạnh nhạt vô tình, bởi vì Ất Mão khá e dè và thận trọng, nên mọi vấn đề đều được họ suy tính rất chu đáo. Hơn nữa, lại là người sâu sắc về tư tưởng, họ luôn hy vọng người khác cũng giống họ. Họ luôn nghĩ rằng, quan hệ tình bạn giữa người và người là một việc dễ dàng, vì thế họ luôn cố gắng chơi đẹp, lịch sự, thậm chí kể cả với kẻ địch cũng vậy. Họ không chấp nhận sự đối địch công nhiên dưới bất cứ hình thức nào, bởi vì họ là những người nho nhã, mềm mại trong quan hệ, nên nhiều người thường hiểu lầm. Trên thực tế, họ lại là người có niềm tin kiên cố, họ luôn có mục tiêu theo đuổi rõ ràng, nhưng mọi cử chỉ thường tỏ ra trang trọng, không thích gây sự xáo trộn xung quanh. Về cơ bản, thì người sinh năm Ất Mão khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Ất Mão có suy nghĩ đơn giản rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Trong cuộc sống, người tuổi Ất Mão rất thông minh, thân thiện, lịch sự, lại được hưởng phúc gia đình, nhờ cậy người thân ruột thịt. Tuy nhiên, nên chú ý bên cạnh có kẻ tiểu nhân sẵn sàng gây họa bất cứ lúc nào. Người sinh năm Ất Mão suy nghĩ thấu đáo, tính tình hiền dịu, cũng rất biết ăn nói. Họ là người quảng giao hay quan tâm giúp đỡ người khác. Người này hiếm khi gây mâu thuẫn với mọi người, họ luôn theo tôn chỉ dĩ hòa vi quý, như thế có thể biến thù thành bạn. Họ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp, song trong thâm tâm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, không quá thân thiết như vẻ bề ngoài. Họ luôn tự tin vào bản thân mình, dễ cảm thấy hạnh phúc hài lòng với cuộc sống mình đang có. Có thể nói, tuổi Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình yêu. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Cả đời được sống trong an nhàn bình yên, những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Ất Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên họ lại có nhược điểm là hay đa tình, do dự và bướng bỉnh. Nhưng bù lại họ luôn là người đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng bàn luận chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện, sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tài vận chọn đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Ất Mão tuy phải trải qua nhiều gian khổ, thời trẻ cũng đôi lần rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng đều may mắn vượt qua. Nhờ sự tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống mà họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc, đến chính họ cũng không ngờ tới được. Từ 50 tuổi trở đi, cuộc sống Ất Mão phát triển hoàn toàn, đời sống nâng cao lên nhờ tiền bạc, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận an nhàn rõ mười mươi. Hơn nữa, Ất Mão tính tình hào phóng, nhiều mối nhân duyên, quan hệ với người xung quanh thường tốt đẹp, nhìn chung vận số tốt, cả đời tốt lành. Trong đời sống, Ất Mão là những người khẳng khái chính trực, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng dồi dào, cả đời sung túc không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, cuộc đời có nhiều cơ may đến trong đời, có thể giúp bạn kiếm tiền tỷ về tay, vì vậy cần tận dụng nắm bắt tốt. Tuy nhiên, do bản tính lạc quan không tính toán, lại nhiều bạn bè gần xa, nên tuổi Ất Mão không giữ được tiền. Họ rộng rãi chi tiêu cho người thân quen và có nhu cầu mua sắm cao, cứ có tài lộc là lại mất khả năng quản lý tiền bạc, tuổi trẻ hoang phí, không giỏi tiết kiệm. Sau khi kết hôn sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của đồng tiền, tới trung niên vận tài lộc sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên, theo dự báo tử vi chọn đời, tài vận của người tuổi Mão trong năm 2024 giảm sút trông thấy, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn trong khi bạn phải tiêu tốn một khoản lớn, như thua lỗ trong kinh doanh, làm việc sai sót, tiêu dùng hoang phí, vân vân. Trong năm nay tuổi Mão luôn tìm cách tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười. Những người kinh doanh nên xem xét các phương án đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn hoặc đa dạng nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động của thị trường mang lại. Hơn nữa trong làm ăn, nếu người tuổi Ất Mão có thể kết hợp với những người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư mạo hiểm hay lướt sóng, tuyệt đối tránh xa cờ bạc vay nặng lãi. Nên thắt chặt chi tiêu, có tiền thì đầu tư vào đất đai, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ giữ tiền tốt hơn quý vị nhé. Tử vi sự nghiệp chọn đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão mặt sự nghiệp là người có chủ kiến kiên định và nhiệt thành,
đồng thời họ cũng có lòng kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ tốt. Chính vì vậy tuổi Ất Mão là những nhà kinh doanh giỏi và rất đáng tin cậy. Tuổi Ất Mão không thích cuộc sống nơi thành thị xô bồ và những công việc khô khan nhàm chán. Tuy nhiên họ lại là người thích cảm giác an toàn, những công việc sáng đi trưa về và có đồng lương thu nhập cố định mỗi tháng khiến họ cảm thấy an tâm. Vì vậy, khi đã tìm được công việc phù hợp, họ sẽ dốc lòng đầu tư cho sự nghiệp. Nam giới tuổi Ất Mão sống có tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn thận, họ sẽ có những bước tiến xa trong sự nghiệp, đồng thời cũng biết tính toán cho tương lai. Những công việc phù hợp với tuổi Mão là diễn viên, nghệ thuật gia, kiểm định đá quý, nhà khoa học, kinh tế, vân vân. Phụ nữ tuổi Ất Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội, họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa dịu dàng, tuổi Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn bình yên, họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy trong những lúc gặp khó khăn sóng gió thì tuổi Ất Mão vẫn có thể hóa giải tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý tin tưởng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh tài trí của mình, nhờ vậy sự nghiệp trọn đời khá tốt đẹp. Tuy nhiên, thì trong năm 2024, tức năm Ất Mão 50 tuổi, sẽ phải đối diện với nhiều thách thức, sự nghiệp công danh không được như mong muốn. Công việc phát sinh nhiều vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để tránh những tổn thất và sai lầm đáng tiếc. Tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong mọi bước xử lý, nên tập trung vào công việc chính của mình, thay vì mơ tưởng những điều viển vông xa xôi. Năm nay tuổi Ất Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do sai sót cá nhân. Nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ bị sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí có thể bị kiện tụng. Có những thời điểm công việc khó khăn chồng chất bế tắc, khiến con giáp này mất niềm tin vào bản thân. Nếu không kịp thời ổn định tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực dễ nhận thất bại. Ngoài ra, tuổi Mão có thể bị đồng nghiệp ghen ghét đố kỵ. Tuy nhiên, càng về cuối năm, sự nghiệp của người tuổi Ất Mão sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Bạn nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên giúp thăng tiến trong sự nghiệp, nên hãy luôn lạc quan và cố gắng nhé. Tử vi tình cảm gia đạo chọn đời tuổi Ất Mão 1975. Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão, mặt tình cảm là người trung tình cẩn thận, họ sẽ không yêu đương lung tung, cũng sẽ không tin vào những lời đường mật. Nếu đã xác định được đối tượng, họ sẽ dồn hết tâm trí theo đuổi người đó. Nam tuổi Ất Mão là những người đào hoa đa tình, thời trẻ quan niệm về tình yêu của họ rất thoáng, thường có nhiều mối tình. Tuy nhiên, nếu có cô gái nào muốn dùng tình cảm ràng buộc họ, họ sẽ cao chạy xa bay như một ngọn gió. Sau khi trưởng thành, tính cách sẽ trở nên trầm ổn hơn. Phụ nữ tuổi Ất Mão rất lương thiện, trong sáng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng. Quan điểm của họ là yêu ra yêu, ghét ra ghét, nên tìm đối tượng kết hôn là người hiểu rõ tính cách, đồng thời biết hóa giải những bất an trong lòng bạn. Sau khi kết hôn đừng chỉ an phận làm một người phụ nữ của gia đình, hãy tận dụng những thiên phú trời ban của bạn và tích cực bồi dưỡng tâm hồn, đầu tư cho sự nghiệp. Ngoài ra, họ còn là những người mẹ, người vợ tận tâm, sẵn sàng hy sinh cho gia đình. Trong tử vi, Mão và Tuất tạo nên một góc lục hợp, do đó Tuất được gọi là lục hợp quý nhân của Mão. Tuổi Mão nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con chó để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Mão còn hợp với người tuổi Mùi và tuổi Hợi. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Mão. Về phần gia đạo, theo tử vi chọn đời tuổi Ất Mão có gia đạo được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên trong cuộc đời khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em con cái với nhau, hay quan hệ ngoài xã hội gặp khúc mắc, tranh luận gay gắt, khiến ta quay cuồng áp lực. Nhưng nếu Ất Mão luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, vui buồn đan xen, sướng khổ trộn lẫn. Nhưng nhìn tổng quan, Ất Mão trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống an nhàn thảnh thơi. Tử vi sức khỏe chọn đời người tuổi Ất Mão 1975.
Trong cuộc đời tuổi Ất Mão, được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe và sự bình an, có nạn cũng may mắn vượt qua được. Từ trung vận sức khỏe có phần sụt giảm, nhưng nghỉ ngơi tập luyện sẽ cải thiện và hồi phục nhanh chóng. Hậu vận an nhàn hưởng lộc con cháu, sống thọ lâu dài từ 70 đến 95 tuổi, đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa, làm việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão. Thưa quý vị, khi bước vào tuổi trung niên, Ất Mão phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi Ất Mão ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong ba điều: con cái ốm đau, cha mẹ già đổ bệnh và sức khỏe bản thân không tốt. Khi còn trẻ, tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời, cũng chỉ là một câu nói, nghe vào tai nọ rồi ra tai kia, nhưng khi ta trở nên già dặn và từng trải hơn, Ất Mão mới dần phát hiện ra giá trị của nó. Đến một lúc nào đó tín chủ có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ cùng một lúc. Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ, tín chủ vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện tín chủ lại thấy bản thân chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm. Cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng những người con như Ất Mão, tín chủ khi đến tuổi trung niên. Cha mẹ của Ất Mão đều đã bạc trắng mái đầu, khi cha mẹ cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, mọi thành viên trong gia đình Ất Mão, dù làm gì, đi đâu cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi cha mẹ cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật trong người, người làm con như Ất Mão mới thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi Ất Mão đã có được tiền bạc, địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một Ất Mão tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều mà tín chủ đau đáu nhất trong lòng, đồng thời sức khỏe của bản thân cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ngày trẻ Ất Mão cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần, tín chủ mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh, khi đó mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa. Lúc còn trẻ Ất Mão cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ, được đi du lịch khắp nơi, được tận hưởng nhu cầu giải trí. Đến khi sau 50 tuổi nhìn lại Ất Mão mới dần ngộ ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là gia đình đều mạnh khỏe và bình an, tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ. Thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ, con cái, người thân xung quanh nhiều hơn. Nếu tìm kiếm trên Google số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên, không chỉ phản ánh lo lắng về sức khỏe, mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế, thất vọng với những điều lỡ dở tuổi thanh xuân, trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề, điều đó càng trở nên sâu sắc hơn. Trên vai của Ất Mão từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình. Theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam, do tổ chức VCCI phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, người cao tuổi Việt Nam có khá nhiều bận tâm. Trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, tiền hưu trí, thiếu thốn lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên, không chỉ là vấn đề tinh thần mà có thể gây ra những cơn đau nhức khi về già. Những cơn đau này cần phải chữa trị, rồi hóa đơn y tế phát sinh lại tạo thêm áp lực tài chính cho Ất Mão ở độ tuổi trung niên, khiến gia chủ càng lo lắng hơn nữa. Theo các chuyên gia tử vi, để giải quyết được căng thẳng này, Ất Mão từ 50 tuổi trở đi, tuổi trung niên cần tìm cách cân bằng thân tâm trí thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được, tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch. Thời tiết một năm luôn chuyển theo mùa, gồm 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông và 24 tiết khí. Căn cứ vào tử vi âm lịch, mỗi tháng đều có sự liên quan nhất định tới vận khí mỗi người. Sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch là thời gian mở đầu cho một năm mới, tức tiết lập xuân, lúc này khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan vui mừng, tống cựu nghênh tân. Bởi vậy số mệnh của người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 1 âm lịch rất tốt, tuy nhiên công việc của họ cũng tương đối vất vả bận rộn. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch thường vào tiết kinh chập, đây là thời điểm để cây cối đâm chồi nảy lộc, các loài động vật tích cực ra ngoài kiếm thức ăn. Vì thế cuộc sống của những người sinh vào thời gian này cũng có nhiều sự phát triển, đặc biệt khi về già lại càng viên mãn. Sinh vào tháng 3 âm lịch. Thanh minh trong tiết tháng 3, khí trời mát lành trong trẻo, ảnh hưởng tốt đến vận mệnh công danh sự nghiệp đều có những bước tiến dễ dàng, năng lực vốn có và vận may giúp họ xây dựng được cơ đồ vững chắc. Sinh vào tháng 4 âm lịch. Rơi vào tiết lập hạ, khí hậu bắt đầu nóng bức, những người sinh vào thời điểm này cũng nhiệt tình như lửa, dù là chuyện học hành công việc, gia đình, đến con đường thể thao,
nghệ thuật cũng đều làm nên công trạng. Sinh vào tháng 5 âm lịch. Rất có duyên với làm ăn buôn bán, đầu óc linh hoạt, lại có tài, nên luôn được buôn may bán đắt, họ ít phải lo đến vấn đề tiền bạc, được mọi người tin tưởng và sẵn sàng hợp tác. Sinh vào tháng 6 âm lịch. Người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 6 có năng lực quản lý, được mọi người trọng vọng, gia đạo hòa thuận êm ấm, các thành viên bổ trợ lẫn nhau, được hưởng vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 7 âm lịch. Sinh ra đã là người có tính độc lập tự chủ mạnh, có tài năng và khao khát vươn tới đỉnh cao, những người này được yêu mến bởi sự điềm tĩnh, chín chắn và đáng tin cậy. Sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ là người kiên cường không sợ thất bại, dường như mọi trở ngại đều có năng lực ứng phó và hóa giải, được hưởng cuộc sống giàu sang, thịnh vượng và hạnh phúc. Sinh vào tháng 9 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 9 tương đối êm đềm, không có nhiều sóng gió, họ thích hợp với cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên và không ưa thử thách. Sinh vào tháng 10 âm lịch. Thời điểm này đất trời chuyển mùa, bắt đầu vào tiết lập đông, khí hậu có phần lạnh lẽo, vì thế mà tính cách cũng có phần thiên về sống nội tâm. Không thích chia sẻ, họ toát lên phong thái thanh tao lịch thiệp, tuy gặp một vài khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn suôn sẻ gặp dữ hóa lành. Sinh vào tháng 11 âm lịch. Vận khí may mắn nhưng không quá nhiều, muốn làm gì cũng phải dựa vào thực lực, nên bỏ tính bảo thủ, mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh thì mới dễ thành công hơn. Sinh vào tháng 12 âm lịch. Họ hơi khó để kết giao với mọi người và gây dựng các mối quan hệ thân thiết, tuy nhiên sự khéo léo và trí tuệ vốn có sẽ mở mang lại cơ đồ rộng mở. Nhưng cũng đừng vì sống trong giàu sang mà lơ là cảnh giác, cần biết lường trước các tình huống xấu có thể xảy ra mà có cách ứng đối. Quý vị thân mến, vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ gây ra, nếu biết thay đổi, làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên. Chúng ta hay nhắc đến vận mệnh, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết ý nghĩa của nó. Vận mệnh hay số mệnh được hiểu là thân phận, phúc họa, sang hèn vinh nhục, là những điều thuộc về số phận. Có người nói số phận đã định đoạt thì không thay đổi được, tuy nhiên thực tế, số phận hoàn toàn có thể biến chuyển được nếu bạn biết cách. Đức Phật đã nhấn mạnh sự tồn tại của mọi vật, nếu cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, nếu cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, nếu cái này sinh khởi thì cái kia sinh khởi. Số phận con người cũng không tồn tại ngoài quy luật ấy. Theo lời Đức Phật, sự tồn tại của mỗi con người với vận mệnh khác nhau, phần lớn đều là kết quả của quá trình gieo trồng nhân trước đó. Một hoặc nhiều kiếp, vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ gây ra. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên. Một người trong lòng tràn ngập oán khí, tràn đầy những suy nghĩ độc ác thì sẽ khiến cho vận mệnh trở nên xấu, rất không tốt. Ngược lại, một người trong lòng hàm chứa thiện ý thì vô tình sẽ khiến vận mệnh của người đó chuyển biến tốt đẹp. Dưới đây là lời Phật dạy ý nghĩa để cải biến vận mệnh của con người. Biết chia sẻ. Đức Phật dạy, con người sống trên đời phải biết yêu thương sẻ chia, có thành tâm cho đi mới nhận được hạnh phúc vô lượng. Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra mà luôn được quyết định bởi trái tim mỗi người. Biết cho đi hạnh phúc sẽ được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cho đi yêu thương lan tỏa yêu thương mới nhận lại yêu thương, tạo ra hạnh phúc vĩnh hằng. Sự tin tưởng. Chính sự đa nghi mất niềm tin khiến con người vướng vào thị phi không đáng có, đa nghi quá mức gây trở ngại cho mối quan hệ giữa người và người. Thứ khó nhìn thấu nhất chính là lòng người, nhưng cũng đừng vì vậy mà nghi kỵ mù quáng. Giữa người thân với nhau đừng đòi hỏi quá nhiều, giữa vợ chồng với nhau đừng kiểm soát quá đáng. Giữa bạn bè và các mối quan hệ khác hãy biết điểm dừng, người nào biết giữ lòng tĩnh lặng, giữ tâm an yên mới nhìn thấu được hồng trần và cả những tai họa ẩn giấu sau sự hoài nghi. Sự nhẫn nhịn. Cổ nhân có câu, một điều nhịn chín điều lành, nhịn một bước, tầm mắt sẽ rộng mở, nhìn thấy được biển rộng trời cao. Lời Phật dạy, người giữ tâm bình thản, đối xử nhân hòa, quảng đại bao dung là người đại phúc. Sống ở đời người nào càng cố chấp, càng tự gieo sầu muộn, nếu càng ngang bướng thì càng mù quáng, con người càng nóng nảy càng chuốc họa vào thân. Một người phạm phải những điều trên thì làm gì cũng không thuận lợi, cả đời nghèo khó, người không thể làm chủ được cảm xúc của mình, dù tài hoa hơn người cũng chẳng thể chuyển mình bám trụ lâu dài. Sống hòa nhã, Phật dạy, một con người nếu muốn có được sự độ trì, bắt buộc phải có trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái và hành động từ bi, sống hãy biết kính trên nhường dưới, khuyến khích kẻ ác hành thiện, bao dung với kẻ làm sai, nhẫn nại với người nhu nhược, biết tha thứ sẽ rũ bỏ tất cả, thậm chí là những oán hận thâm sâu nhất và đặt chân đến bến bờ an lạc hạnh phúc. Chương trình đến đây là kết thúc.
cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin chúc quý vị có được một tâm hồn an yên, sống vui vẻ hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.